luôn nhớ câu nói của Bác Hồ kính yêu, đó là các vua hùng đã có công dựng nước, các chúng ta phải có công giữ lấy nước. Vâng, biển đảo luôn là điểm nóng trên thế giới. Ngày nay nhiều nước lớn đang tìm kiếm sai chiếm hiểu hai vùng biển đảo quan trọng của Việt Nam chúng ta. Đâu đó ngày đêm vẫn có các chiến sĩ hải quân luôn canh gác và bảo vệ các vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc, canh giữ bầu trời và canh giữ từng tấc đất thân yêu mà cha ông ta đã từng ngã xuống hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp phần dự thi của đội chúng em qua tiết mục múa Lên Đảo Xa, âm nhạc Hùng Dũng Biên Đảo Xuân Lâm, và cuối cùng sẽ là tiết mục kịch Ký Ức Trở Lại, kịch bản Minh Hà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.